Chào quý vị các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách cài đặt chiếc camera của C6N, độ phân giải là 40 quý vị các bạn nhé, hình ảnh chất lượng là 2K. Đây là cái chức năng của chiếc camera C6N này. Đây quý vị các bạn nhé, có chức năng là quay quét này, làm thoại 2 chiều, kết nối wifi, hỗ trợ thẻ nhớ và lưu trên cloud và xem bất kể ở nơi đâu trên điện thoại quý vị các bạn nhé. Đây là chiếc sản phẩm của Edepic, mã là CSC6N, mã 40 VK1. Đây là serial của sản phẩm, đây là chiếc vỏ hộp và đây là chiếc camera. Bên đây tiện quý vị các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị bóc cho quý vị các bạn xem chiếc camera hình ảnh cài đặt và như thế nào quý vị các bạn nhé. Xem chất lượng của chiếc camera này như thế nào. 40 quý vị các bạn nhé. Đây mình sẽ bóc ra. Đây là quyển sách hướng dẫn của chiếc camera. Giới thiệu sản phẩm. Đây là chiếc hộp đựng phụ kiện của chiếc camera C6N, mã là C6N 40 như vậy. Nhìn đây. Bên trong này thì trên bên hộp của cái hộp phụ kiện thì đây có một cái adapter của chuyển đổi dòng điện từ 220 chuyển xuống 5V quý vị các bạn nhé. Đây là cái chiếc chân đế để chúng ta có thể bắt ở trên trần và gắn cho chiếc cam giữ chắc trên trần quý vị các bạn nhé. Đây là cái ốc vít, bộ ốc vít. Đây là sợi dây nguồn của chiếc camera dài cỡ khoảng 2-3 mét quý vị các bạn nhé. Đây là cái tấm dán mẫu để quý vị các bạn có thể quan mẫu một cách dễ dàng. Đây là chiếc camera của C6N mã 40 quý vị các bạn nhé. Đây thì con cam này thì nó sẽ thể hiện như thế này. Đây là cái phần mắt ngoại của nó. Các bạn chỉ cần gạt lên, đây là ở khu vực lắp thẻ nhớ và nút reset của chiếc cam. Đây là mặt trước nhé. Thì ở mặt trước thì có logo của hãng Edepic. Đây đằng sau. Đây là phần loa của sản phẩm và một cổng nam lắp cắm nguồn cho chiếc camera. Đây là cái mục tem của sản phẩm và cái phần để gài cái chân đế cho chiếc cam. Đây là toàn bộ chiếc sản phẩm của chiếc camera C6N 40 quý các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bước cài đặt test qua chiếc sản phẩm của camera C6N mã 40 này hình ảnh như thế nào quý vị các bạn nhé. Đây là chiếc camera nó đã khởi động. Thì quý vị các bạn vào điện thoại của quý vị các bạn chọn kết nối với wifi để cho con cam muốn kết nối, các bạn bật wifi lên và chọn đến wifi. Đây thì các bạn chọn vào phòng họp này. Kết nối. À, thì các bạn bấm ra và các bạn tải phần mềm. Phần mềm các bạn cũng vào phần CH Play. Và các bạn đánh phần mềm EZBit. Trong cái mục này thì mình cũng đã cài đặt rồi, thì các bạn vào hẳn luôn phần mềm và các bạn đăng ký cho mình một cái tài khoản bằng số điện thoại. Đây là cái phần mềm EZBit, bạn bấm vào. Wi-Fi của nhà mình hơi yếu, các bạn thông cảm.